Bạn ơi, giới thiệu qua sản phẩm đó chính là máy ép nước mía siêu sạch. Chú Thịnh à, chú cáo cháu cái ổ này, cháu cắm ra quay video cơ. Vâng. Đây chú lấy cái dây đi, dây. Mình sẽ quay video nhá, máy ép mía siêu sạch nhá. Máy ép mía siêu sạch này, đây là lô kim cương này. Ba lô kim cương này. Đây là máng này. Màu đêm, màu tắt nguột này. Bây giờ công tắc này, ra này, vào này, có tiếng Việt này. Đây là motor mới 100% này, motor mới này. Đấy. Nha, motor mới nhá. Đấy. Còn đây là cái khoang này. Hộp ngăn kéo này. Đấy. Rồi. Chú kéo dây ra chắc là vẫn được mà, kéo thêm đoạn nữa ra. Đấy, chất liệu inox này. Rồi, cắm đi. Rồi, để con cắm. Quay video cho các bạn này. Đấy, đây là da này. Tắt đi này. Vào này. Đấy. Lô kim cương này, ép kiệt nhá. Ép kiệt. Đấy, vòng bi này mình thiết kế chắn nước này nhá. Lô này thiết kế mới là mẫu này nó sẽ chắn nước, không cho nước vào vòng bi nhá. Đấy. Màu mới này nhá, là chắn nước này, không cho nước vào vòng bi này. Đấy, đai, hai đai này. Đấy. Đấy. Rồi.